Xe 2 triệu thì không có anh Tuấn Anh nhá. Đấy, trả lời anh 2 S21. Triệu khả năng cao không có. Tốt em nhé. S21 ngay sau kia anh Tân Vũ, anh thích cái màu đấy không? Màu bạc sần, không có để em bảo Đức đưa ra màu khác. Rất nhiều màu, anh kèm cả màu cả đời đi. Em đi rất là đúng cái dòng anh thích. Rồi, một chiếc giấy đấy anh em nhá, bản tem nổi đấy ạ. 2019. À sorry, không phải là tem nổi, tem giấy. Mà đẹp nhỉ. 2019. Có những bác lớn tuổi đến nhà em chọn xe lại từ chối vành đúc. Thì đây, em có thể ra một cái mẫu 2019 nhưng mà xe rất đẹp. Thì bác nào lớn tuổi thích vành nan thì lựa chọn hoàn hảo nhất là chiếc này. Đĩa này, đẹp thường, các bác nhìn thấy cảm gì. Cái đầu ốc nó vuông, cũng là càng nhìn càng thích, càng nhìn càng yêu. Chân nan, cứ gọi là xanh gì luôn, trắng trắng gọi là trắng luôn, chứ không xanh, trắng tinh luôn. Trắng nõn, chính xác, anh nào nọ có comment trắng nõn này. Nõn luôn, đầu bò đẹp. Xe 2019 về tuổi nó 5 tuổi thật, 5 năm rồi mà đúng không ạ? Nhưng mà để nói chất lượng thì em sợ là nhiều chiếc 2022 vẫn phải xe dép tem zin. Các bạn nhìn cái nước tem zin, cái mép nó không có vỡ, không có sứt. Như vậy có lên gọi là giữ quá không? Đời, các bạn nhìn đẹp cái cùi này, cái gương này. Cái này gọi là giữ đẹp quá sự cho phép. 6.000 cây đôi gương còn zin, tay nắm cùi tất cả theo xe, hai gương zin đét, hai chìa khóa zin đét. Các bạn nhìn chìa chưa dùng, một chìa thì có không gọi là mòn, vẫn là mới. Đấy, xe 2019 thế này mới xứng đáng. Nhà bác nào có con 2019 cạnh tranh được chiếc này không? Bác nhìn này, 5 năm rồi đúng không ạ? Về nói một chiếc quay 5 năm mà đồ sần đây. Tím bấm đây, các bác nhìn này, cũng nhìn cái này để tì theo cái xe nhà mình 5 năm. 6.000 cây, có những anh có 3.000 cây thật nhưng để mà nói giữ được không, nó mới là đẹp được không, nó mới là vấn đề cơ. Em thấy chiếc này 6.000 cây nhưng giữ thật sự là xuất sắc. Cái này nó đúng một tí. Bác nào chăng một cái gì đấy vào đây rồi một tí thì đi đẹp thật sự. Lốp thì thôi khỏi nghĩ rồi. 2019 đúng rồi, hai lốp còn phải là còn zin mà phải là còn dày đấy anh em nhìn. Nó là biển B nha anh em nhá, Ba Đình nhá. 29B20131 xem toàn lẫn thôi anh em ạ, khổ chết dở. Nhìn anh em trên này toàn dai đẹp thôi nên thành ra là lẫn lung tung hết cả lên rồi. 2019 xe rất là đẹp mọi người nhá. Đây, em quay gần cho em những ốc này. Đấy, em bên em dọn rồi, sạch sẽ rồi. Rồi mọi người nhìn này. Cứng cáp nhá mọi người nhá. Đấy, tiếp theo anh ơi, bộ ô Oppo này. Tam nan trục này. Đấy, cái da máy. Đây, chân gai, phanh. Chân phanh nó còn gai. Quá đẹp. Thật sự đây, là năm còn sản xuất cho em anh ơi. Năm sản xuất 2019 nhá mọi người nhá, tay phanh. Đấy, tay cầm phím. Anh em nhìn độ sần căng không? Càng đét luôn đúng không? Nhìn anh em không biết là độ sần ở trong thế nào. Đây. Có đưa đón cháu xong bắt đầu về lại dựng lại mà cấm mượn. Đây là trường hợp chắc chắn rồi, em khẳng định luôn, đúng rồi. Chưa sử dụng một chìa đây anh em nhìn. Chắc. Chưa sử dụng một chìa luôn. Để mà nói thật sự 6.000 cây cũng không phải là ít, có những chiếc nhà em lướt hơn rất nhiều nhưng để mà đẹp được như thế này mà nó đều 17.800.000 bán ra. Mới quá nên em chưa cập nhật được giá nhờ Đức check hộ. 17.800.000 là bán ra. Đấy. Đấy là về giá, còn về xe thì thật sự chia sẻ một chủ quá giữ xe. Giữ này là 5 năm mà giữ thế này là khả năng là cũng mất họ đấy, khả năng cao. Đến mượn là chắc là giấu chìa khóa rồi. Chứ còn bác công nhận hộ 5 năm mà không một vết xước. Đây các bác nào có thể nhìn lại một lần quá nữa để gì? Cho em. Anh khách quá giữ gì? Chính xác là đến để chân đây, cái phần này này. Bình thường anh em nhà mình đi để lạ gì nữa đúng không? Mấy cái dẹo này mà không xước thì hơi phí. 5 năm mà, bác phải qua 5 năm nhé, chứ đừng 1-2 năm mình bỏ qua. Đấy, này sách này. Còn hiện nay cao su này, đấy, hộp biển này, không có ép lại đâu, đấy, này, chính xác là giữ xe thế này thì khả năng cao là các bác anh em cũng không nên noi gương nhá, xe nó một phương tiện đi lại, nếu mà lấy chiếc zin cổ hoặc là 82 cổ thì thôi đành được, chứ chiếc quay này nó sản xuất đều, cần gì phải giữ thế, lấy được cứ sử dụng cho em, không sao, nếu có một xe đi nhiều thì thôi có thể là tầm 16, nhưng mà xe đi ít thì nó 17.800.000, đấy nó sự lệch nhau nó cũng chỉ nằm ở khúc vừa vừa thôi, nên là các bác giữ xong mà được giá hơn kém nó cũng không quá nhiều thì cũng không thật sự là xứng đáng, đúng không ạ, mình giữ những cái gì sau này bán nó có giá cơ, này thì không thật sự có giá, thôi nhưng mà lợi cho bác nào sử dụng. 17.800.000, 6.000 cây, đôi lốp còn zin, gương theo xe. Đấy. Quan trọng anh em không biết là nhìn ở anh quay gần đây để em. Quá đẹp nhỉ. Độ sần nó có đẹp không? Bác đấy. Chủ bác ấy ngoài rất là căng nhá mọi người mất nhá. Họ. Mới tinh luôn ạ. Đây anh em nhìn rất là mới luôn. Đấy, anh nhìn là sần, độ sần, cái sần, cái gờ này rất là khít. Đấy, đẹp thật. 17.800.000 đời 2019 mọi người nhá, 6.400 km. Rồi. Anh em nào quan tâm một chiếc xe
Way ZX bản 2019 này thì làm cho em con này, thực ra cái giá thành thì đương nhiên là nó đẹp, nó sẽ đi liền anh, với lại chất lượng. Anh Nam Vũ, đũa thì nói luôn là đũa lại còn tăm nan cái con khang gì. Thì rồi. Mỗi nơi một gọi anh ạ, thì có nơi gọi đũa, có nơi gọi tam nan mà anh, đúng không? Thì thôi em cứ gọi là tam nan, nó quen câu rồi. Rồi. Đấy nhá. Đấy, tam nan nó sáng mà, nó đẹp. Đấy, nó đẹp, nó căng anh em ạ. Đũa nó sáng đẹp, ok anh. Căm. Tam, gọi là tăm à? Căm á. À, có nơi gọi là căm nữa rồi. À, này phải trao đổi kiến thức thêm, vì thực ra là em hay gọi là tam nan. Có luôn đẹp quá, nhờ. 17 triệu. 17 triệu 800. Ba Đình luôn nhá, biển Ba Đình. Rồi em có, em không tiêm vaccine, em tiêm mỗi 2 phát thôi. À, Không, mà mỗi 2. Hàng nóng hổi đây, chủ vẫn đang ngồi trong nhà làm việc. Anh em đã làm việc ngoài này đã xong rồi. Đâu, chưa gì đã tắt rồi, nóng lắm. 2020, một chiếc Sirius rất lâu mới ra được. Nhớ cho em bản Sirius, dòng Sirius FI, đen sần vành đúc quanh đĩa là mẫu Sirius đắt nhất, đắt hơn cả những bản chế cơ. Nhưng mua bán lại thì dòng FI nó lại trượt giá hơn chế cơ. Đấy, nhưng thị trường mới các bác nhé, đây là mẫu đắt nhất, nhấn mạnh luôn. 1,5 vạn thôi. Máy zin, sơn là các bác nhìn nhanh là thấy, chưa cần phải sờ ba thay thế cái gì. Có chăng thì là cái biển anh em ngại, biển tỉnh 89L1 35409. Rồi hàng sơn zin máy zin. Sơn zin máy zin anh em nhá. Mua 13,5 cộng 2 triệu thôi. Bác nào đang cần 15,5 triệu. Đây anh có thể quay những chi tiết tay nắm, phím bấm, công tơ còn nguyên zin, nguyên ai nguyên kiện. Vâng, nó là hàng 15,500,000 anh em nhá, 1,5 vạn. Xe màu đen bản RC anh em này. Đấy, bản RC bản sần anh em, hàng vừa mới về xong tại cửa hàng xong. Anh em quan tâm một chiếc xe Sirius đời mới bản FI thì quan tâm cho em con này nếu một người nhé. Nếu để chạy để trải nghiệm, em đánh giá những chiếc Sirius luôn luôn là có chỗ đứng cao hơn quanh là thật sự. Còn nếu các bác chạy dịch vụ hoặc các bác có nhu cầu thanh lý thanh khoản hoặc có sử dụng với mục đích an toàn lành lặn đấy, thì Away nó vẫn có những cái nét truyền thống hơn. Hàng ngày để nói trải nghiệm những cái thước lái, những cái đoạn đường đi ngồi hay là lái cực kỳ dễ chịu và chất máy rất cao, đúng không ạ? Vâng, các là sản phẩm buổi chiều hôm nay bên xe máy Hoàng Kiên đưa lên phục vụ tất cả những anh chị em cũng đã đủ rồi. Trước khi nghỉ thì thay mặt cho bên xe máy Hoàng Kiên cho phép em đồng hiệp cùng chị Hoàng Dung gửi lời chào, lời chúc đến tất cả các quý anh chị một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ. Dạ vâng.